Ok, bonjour. Ça Hello. Vous Bonjour entendez? monsieur, ça va? Bonjour monsieur, ça Non. va très bien et vous monsieur? Ok, j'entends bien. Très bien, merci. Pour avant de commencer, j'aimerais vous informer où on se discute un petit peu hein, sur notre cours de rattrapage. Donc, est-ce que vous êtes libre ce samedi ou ce dimanche? Et si vous êtes libre, vous êtes libre le matin, l'après-midi et à quelle heure? Alors, allô? Je suis libre pendant le midi, monsieur. Normalement, midi. Samedi. Samedi, Oui, monsieur. ok. De quelle heure? 11h30? Midi 30? Midi à 2 heures. Ok, de midi à 2h ou à 14h. Bon. Et les autres? Si on commence notre cours ce samedi, de midi à 1h de l'après-midi, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Je prends seulement 1 heure. Et encore 1 heure pour la semaine prochaine. Mais pour cette semaine, seulement 1 heure. Oui ou non? Parce que j'aimerais que vous tous, libres, vous êtes, non, vous soyez, si possible, non, tout le monde peut participer. D'accord? Pour moi, c'est OK, monsieur. Les Oui, autres? monsieur. Midi? Ah, oui, monsieur, je suis d'accord. Ok, pour ceux qui sont en retard et pour ceux qui n'entendaient pas bien, hein, n'entendent pas bien, bon, je vais écrire dans le chat et si vous êtes d'accord, vous répondez oui, c'est tout. Ok? Et après, on continue sur notre nouvelle leçon. Bon, je vais écrire samedi de midi à, de midi à 1h, à 13h. Attends. Samedi 6. Samedi 6. Novembre 2021. De midi à 13h. Cours de rattrapage. OK. Si vous êtes d'accord, vous répondez oui. Sinon, vous dites non. C'est tout. Hein? Trước khi cho chúng ta nói về những còn là những chia mắt sẽ chọn là những chọn bàn và màn này nhé. OK. Chẳng có mọi cách với những tập lọc mà mê riêng những bên xóa. Donc, comme vous voyez, là, le document G, les vacances des Français. Hein, les vacances des Français. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Il s'agit de quoi?
C'est quoi? Tin affiche d'enquête. Très bien, on peut dire c'est une affiche d'enquête. Ou on peut dire c'est une infographie. Infographie. Il y a un papier mouillé, c'est une infographie. Je vais écrire. C'est une infographie. Ça, infographie. Infographie, ça vient du mot information. Graphie, ça vient du mot graphique. Tu parles bien. Peut-être que cái câu chỉ rút phía chỉ còn là dương mơ rút phía chẳng tới nhìn đăng ký bó rộng nhìn nặng ná là nâng kia ta infographie sẽ ta sẽ tuyên infographie siêu có vì nào đâu tới lời ấy tới lời ấy vacances. Train sur les vacances. Les vacances de qui? C'est les vacances. Les familles françaises. Très bien. On peut des Français. Des Français. Des Français. C'est tout. Des Français. Non? Oui, c'est. OK. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Une carte. Une carte de? Carte de France. Oui, une carte de France. Là, c'est une carte de France. Et une carte de France. Très bien. C'est une carte de France. Et ça, c'est quoi? Europe, Amérique du Sud, Afrique, Asie, ça, c'est quoi? Les continents. Oui, les continents. Les continents pour... Pourquoi il y a 10%, 2%, 2%, 1%, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et ça, c'est quoi? Champagne, campagne, montagne, mer, avec des pourcentages. Non? Tout ça, ce sont quoi? Si vous regardez les vacances des Français, lisez cette question, s'il vous plaît. Qui peut lire? Où? Où avez-vous l'intention de partir en vacances cet été? Entre le camp juin et le camp septembre. OK. Ça, vous comprenez la question? Oui. Oui ou non? Nói nó cho thấy ta phụ khoát từ đa lên nâng nè, rồi dạ phê nâng, rồi đợt đa nâng dạ phê nâng ngay nâng nâng nâng. Bien. Avoir l'intention de faire quelque chose. Yeah. Les concessions verbalement utiles, non? OK. Avoir... Je sais comment.
avoir l'intention de plus vers à l'infini, l'infinitif. J'ai l'intention de partir en vacances. J'ai l'intention de faire quelque chose. Avoir l'intention de, ça veut dire vouloir faire quelque chose. Ça veut dire je veux faire quelque chose. Avoir l'intention de faire quelque chose, ça veut dire vouloir faire quelque chose. Là? Là? Ta nèm miên tùm nô rư gà chong. Avoir l'intention de. Donc, très bien. Bonne réponse. Est-ce que les Français, pendant les vacances en été, normalement, pour les Français, en été, c'est la saison de vacances. Non? Donc, pour cet été, le 15 juin, du 15 juin au 15 septembre, est-ce que vous, vous êtes Français, vous voulez partir en vacances où? Et voyez, ce sont des chiffres. Des chiffres, pardon, ce sont des chiffres, hein, avec des, c'est quoi? Avec des quoi? Europe, Amérique, Afrique, Asie, campagne, mer, montagne, ça, ce sont des plages. Des plages, non. Montagne, non. Ce n'est pas la plage. Ce sont des endroits. Très bien. Ce sont des endroits ou ce sont des lieux de vacances. Maintenant. Hein? Donc, ça veut dire, est-ce que les Français, ils partent en Europe? Combien? 10%. En Amérique du Sud, 2%. Afrique, 2%. Asie, 2%. Océanie, 1%. Amérique du Sud, 1%. Mais dans la France, à la campagne, 14%. À la montagne, 7%. Et à la mer, 26%. Ça va? Yolène, là, non? Oui, monsieur. Mais, très bien. Mais, il y a certains qui ne savent pas, vous voyez? Ne savent pas où ils partent. 19%. Non? Ils ne savent pas. Je ne sais pas. Non? Où je vais partir. En vacances, ok? Et il y a 29% des Français qui ne partent pas en vacances. Ça veut dire qu'ils restent à la maison. Ils restent chez eux. Ça va? T'en es là, non? Ok? Oui, monsieur. Oui, oui. Bon. Tiens, il y a l'infographiste, hein? Ça va? J'espère. Ok? Donc, question 1 alors. Qui peut lire? Moi, monsieur. Vas-y. 1. Que fait la majorité des Français pendant les vacances? 2. Quelle est leur destination favorite? Favorite. Ok. Oui, monsieur. Bon, très bien. Alors, ça va, question, les deux questions? Oui. Oui, non. Est-ce que ça veut dire pour la question 1, hein, la majorité des Français, ça veut dire beaucoup de Français, la majorité, majority, soit. Pendant les vacances, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? La majorité des Français fait quoi pendant les vacances? Quand tu arrives? Et deuxième question, quelle est leur destination favorite? Ça veut dire, quelle est leur destination la plus visitée? La plus visitée? Favorite, non? En français, favorite. Non? C'est bon? Alors, réfléchissez un petit peu, Katita. Hein? Qu'est-ce qu'ils font les Français pendant les vacances?
Regardez les chiffres, s'il vous plaît. La majorité, qu'est-ce qu'ils font pendant les vacances? Les mots chiffres, mais tout le reste. C'est la main. Aller à la mer. Ils vont à la mer? Non. Mở on nè, mở on nè. Monsieur. Rien, ne pacte pas en vacances. Pacte, né? Pacte, non. Ça va pacte? Ça vient du verbe pas. Partir. Oui, partir. Partir en vacances, ça veut dire? Chúng ta đã đến, chúng ta đã xem cảm sáng, chúng ta vi xem cả, mình chẳng. Chúng vì giả văn nói cuộc sống để français qui ne partent pas en vacances. Non? Pour la bonne réponse de cette question, ça va? La majorité des Français ne partent ne pas pas pendant les vacances. Vous savez, les Français, ils ne partent pas en vacances. OK? Toi? C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et alors, quelle est la destination favorite des Français? La mer. Très bien. Les Français préfèrent aller à la mer. Rien. Bon, c'est tout. OK. Bon, on voit un petit peu, c'est ça, le cliché. Dans le cliché, ça veut dire quoi, le cliché? Au fait, non. Le cliché des Français, ça veut dire ce que les Français pensent, ça concerne hein, leur mentalité, leur caractère. Cliché, c'est le cliché des Français. Le cliché des Français, c'est le cliché des Français. Le cliché des Français, chưa về lý Français nữa, chưa về tiếng Tây nữa, chuẩn ở nhị chuẩn tiếng Tây nữa, lý Français. Chẳng trong này cái gì pi và con và phụ bạn nói về phụ con nó cho chặt đầy hay về mệt, nè, OK. Chẳng như mới từng học này ở keeper gì á, more monsieur, les Français. Les Français sont tout le temps en vacances. Les Français ont des congés payés pour 1936. Bénéficie de 5 semaines de vacances payées depuis 1932 Non. 82 et partant en vacances. Pater, verbe, là, mais non, il est pater. En vacances
Sutang surtout en en été. Très bien. Comment ça passe? Comment ça se passe? OK. Bon, très bien. OK, ça ça parle de ce que les Français font en vacances. Trong cái vậy nè, les Français sont tout le temps en vacances. Sau đi ở tập bay vacances cứ tay tay ở khà này nè. Trong vậy ta có tay tay từ long vi sma cá trên này tout le temps. Chẳng những mới nè, les Français ont des congés payés depuis 1936. Chẳng chấp bị chân làm bon bồn nổi xam sẽ phụ mùi máu. Des congés payés sau đi. Vous passez des vacances, mais vous pouvez toucher le salaire. Par exemple, moi, monsieur, là, je travaille dans une agence de voyage. Je travaille, par exemple, dans une compagnie. Je sais pas, dans une compagnie, comme on m'a dit, ça. Et puis, oh, pardon, je travaille dans une école, et pendant les vacances en été, je ne travaille pas. Ok, je ne travaille pas. Pendant 5 semaines, ou 1 mois, peut-être. Pour le mois que où je ne travaille pas, j'obtiens quand même le salaire. C'est ça le congé payé. Mình thấy những chốt mình thấy cái công hôn rồi có salaire rồi có cái lại những thứ khác nó nơi ta payé ở những nơi ta pay ở những cái này. C'est ça des congés payés. Chẳng là les Français ont des congés payés tăng bị cho nên một phần bộ nói sang giờ vừa mới. Et il bénéficie de 5 semaines de vacances payées. Ok? Qui a 5 semaines de vacances et payées. Je vais dire que vacances, tu as un peu de temps. 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 Tu as un OK, có vận tải, bởi chụp lửa nắng, cái đó là gì? Hôm nay là chụp cổ bái, sáng sớm em, vận tải sẽ được dương chư được ở dương ấy, anh đang miên miên cả này xin chư mới tiền vận tải với dương chụp sông chụp to, đa lên, hôm nay ta bay buồn khai gói, anh ấy không ngồi chăn ám ấy nè, không ngồi chăn ám cái chụp nhà mình tích, ta đa lên nhá, vận tải không ngồi chăn ám nữa với dương chụp ao hái, dương trong ta đa lên nà tiết. Lớn nắng cứ kê ạp hay ạp chị. Anh ấy kê chân nhảy chân. Hay kê bị trẻ tiết nè. Les Français y partent en vacances surtout en été. Cứ tên là đâu cái đại tế nè. Chẳng làm tới nè. En été, l'été c'est la saison des vacances pour les Français. Nè, yên khuyên khuyên infographie ấy. Ils vont souvent, ils vont, la majorité ils vont. Si ils partent en vacances, ils partent à la mer. Ils vont à la mer. Si tout à coup, ils sont morts. 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 Từ vật tế cái ra bị bật ráng mình tạch tế nè 10% 2% là gì 2% là tế nè bông anh ấy cứ chia nè cái tá nè sondage CSA realisé par internet du kỹ thư cái state tế stông vật tế nâng nè depuis 2015 anh ấy cứ chia bò mình tạch tông bí chuẩn tiệt bằng năm 2015 thì mình sẽ làm năng thế nào, nè, ok,
Bon. Toi, né? Ça va? Ok? Oui, monsieur. Bon. Alors, et dans notre pays, comment ça se passe? Dans notre pays, au Cambodge, comment ça se passe? Maintenant, les Cambodgiens, je vous laisse cette question. En fait, je vous laisse des temps pour faire. Ça va. Attendez. Je vous laisse un peu de temps ou à la maison. Vous faites des recherches, des petites recherches, entre les sociétés. Sur notre pays, est-ce que les Cambodgiens ont aussi des congés payés? Est-ce que les Cambodgiens peuvent partir en vacances avec des congés payés ou non? Mais là, il y a une chose qui est payée. Donc, je parle des compagnies privées. Normalement, c'est dans les compagnies privées. Je ne veux pas des informations sur les institutions publiques, non. Des institutions privées. Dương chốt cái nơi ta băng, nơi ta ở lưới đây, nơi ta pay ở đây, các khai rõ khai ở bên đây. Tôi dương chọn chốt bởi tay dương ta miên reason, miên reason cho bà lọ. Dương chốt ta đài lên, dương chốt chứ, cái nơi ta kia ở lưới đây. Tôi dương chốt lơ cái đài. Vì miên, cái miên cho bà kì, cái miên cho bà kì, vấn tay, ô tèo ta dương chốt một ngày, bì ngày, rồi có bây ngày ấy chứng. Nhưng xong chú bác có dưới nơi tại ban đôi tại đại. Anh em chưa chứ không vậy, không bị sai rốt á. Nó bị sai rốt. Và tại không bị sai ai cái chỗ nó tỉ. Và dân chốt, ngày đang dân chốt. Ngày sai dân chốt. Chẳng bạc hai đi có lùi để dân thuốc ca không ngày nắng, ngày sai nắng. Cứ ấp bàn đi. Nó đang chân không bị sai ai cái chỗ. Chẳng nhưng chưa cho dân tự rô mớ ta. Esker ở Cambodge is on paye aussi aux employés, né? Aux employés, bộc lộc. Si ils partent en vacances. Et si oui, bà sinh dìa kê paye mèn, né? Si oui, combien de jours? Combien de semaines? Combien de jours, combien de semaines? OK? Et normalement, les Cambodgiens partent en vacances en quel mois? Na, dương dễ mua thôi, dương dễ tê tê, dương ở miền season tê tê na. Ở Cambodia nhà pa là season d'été, non. Dương il y a seulement la saison sèche pour le grain et la saison des pluies pour le bois sa na, pour le grain pour le bois sa. Dương miền là 2 năm này, chẳng dương bắt chẹ mau khai nè. Chỉ từ từ, bà sân dương miền khai thế, dương dễ tới dans quelle occasion? Normalement. Ok. Chẳng những thời mà sẽ gặp ngày sáng sẽ xử nè. Ok. Toán. Oralement. Monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, tẹt tông đi chợ. Tẹt tông mùi. Thôi ca rốt, monsieur, ạ dò tế hay dò thư ca ai kì chùn dần. Monsieur, ai kì chùn chờn dần ấy nè, monsieur. Nhưng dân chưa rơi đi cồm hôn được ai mùi mong dậy mẹn, monsieur. Thì tôi tới cái xuống ca nghĩa cứ cực rộng tầng hòa mình hề ná. Nhưng thôi dương tầm mơ bò rộng miền tụ tử. Thôi má kì chênh chấp bắp. Nhưng cực hôn cứ thở tầm phô lô tam chấp bắp. Rồi bỏ xuống ca nghĩa ná. Như lẽ. Đó. Đôi chờ cái xuống ca nghĩa cầm nọt ơi. Chai ná. Ok dương. Mà ná lỡ chung. Chụp. Nào đẹp hài.
bà xin chị cùng hôn ngọt phơi nắng cùng dậy quạt quạt ao đi quạt đo của má phía rồi nắng chưa ngọt đắng em cùng phao từ lứa à rồng cha đi quạt cùng hôn tại mùi chẳng vậy chứ nhưng dậy chỉ rùm on general ok chẳng những thời đi xây mới ta ai từ xây không bỏ đồng miền không có xuống càng nghe từ nè xuống càng nghe miền này nè toàn đấy cái miền cho bạn kia sao ok chưa thời ca chờ tới vậy thay chỉ pi bị mà buồn phèm bay buồn clear chẳng má mà nè mà chờ anh thế nè về vậy để tiệt to năng cho bạn càng nghe pi ba con tập năng tề ắt cùng tờ rồi chia nhẹ nhẹ chờ tề nè ok tập năng tề sao má oui monsieur bon oui monsieur. Sai chưa đăng hai bên này nè, phải chỉ hai pi bên pi này thì pi bên này thì nè, chẳng dừng thừa thằng nào này mà bông. Hello, on passe à notre position écrite. Ok, vous avez cette fois-ci, vous avez seulement 15 minutes, đập pram nít tí, nè, đập pram nít tí thì tự thừa hai, nhà mông chịu. Xíu qua. Yeah, c'est cette question. Où alliez-vous en vacances quand vous étiez enfant? Écrivez vos souvenirs. OK? Tiếng Canada, hoặc là như mình page chọn thơ, nè. Được ní? Thì ở dương tật xế, hồi nông nhập về tại đập pram nịt tí tí. Hai mà hai là đăng ý. Thì ở stop ấy. Hai phía mòm chữ. OK? Toán. Sao á? Monsieur, công viên đơn mùa, monsieur. Đọc ra một tí, xây ba mảnh xây tức. Nó. Xây ba mảnh xây tức ở đây. Ok. Phải chia, phải chia buôn và toát ấy, nhận trần. Bây và toát là như thế. Nó. Đọc này tí bán đấy. Cảm ơn đọc ra một tí, đọc ra một tí chú. Đó. Đọc này tí bán đấy. Ok. Cứ do mình bê tới chai mơ dập. Dictionary chai ấy tầng ơ tớ xê vô màu điều chăng nữa ta bị dương tớ xê vô tớ xê trâu vang cầm rật nè thua lời màu chăng màu à mi đi đi xếp đi xếp à mi đi đi xếp chứ chọc nè thử mà tớ xê lời màu
Monsieur, prenez votre groupe, monsieur. Ok, oui. Prenez votre groupe. Bon, c'est là. Fini tout le monde. Je ne peux pas prendre ton monsieur. Je ne peux pas prendre votre groupe. Fini? Ờ, nghe nè. Bon. Ok. Bon, alors, voyager à la montagne parce que y a... Je me rappelle. Juste à la mer, c'est sympa. Bon, je me dis, hein? Attendez. Ok, je me souviens quand... Ok, c'est pas mal. Ok, c'est ok, très bien. Y a certains d'entre vous qui utilisent le présent, le passé composé, non? Avec l'imparfait en, ensemble. Non? Ok, le présent, le passé composé et imparfait ensemble. Ok. Et très bien, mais bon, je vous envoie ce que j'écris, hein? Mais c'est inventé, là. On a dit qu'un peu cadre, là. Ok. Attends.
OK. Regardez ce que je fais. Quand j'étais enfant, j'allais en vacances chez mes grands-parents à Sibiu. Puis, ils étaient très gentils. Je les aidais à faire des tâches ménagères. Et le jour suivant, j'allais au marché avec mon grand-père. Ils connaissaient tout le monde. On devait s'arrêter tous les 10 mètres pour discuter avec quelqu'un. Le soir, ma grand-mère préparait toujours une soupe et après le dîner, elle me racontait sa jeunesse. C'est tout. Qu'est-on utilisé? J'utilise qu'est-on en fait. J'utilise qu'est-on? Allô? Allô? Allô, le pionnier? Oui, hello, monsieur. Ta đang bắt nạc kê. Monsieur, nè, ta xe nè. C'est le mien. Ah, oui, monsieur. Bien, monsieur, j'utilise qu'est-on? Oui, monsieur. C'est l'imparfait. Très bien, c'est l'imparfait. Pourquoi l'imparfait? Est-ce qu'il y a le passé composé? Non, monsieur. Pourquoi? Parce que monsieur dit de... de vous souvenir. En fait, écrivez un souvenir ou des souvenirs. Normalement, on peut, vous pouvez utiliser le passé composé. Pourquoi pas? Peut-être ça, c'est plutôt vous décrivez vos souvenirs. Là, je suis en train de décrire mes souvenirs quand j'étais enfant. Là, c'est plutôt la description. La description. C'est pour ça que j'utilise l'imparfait. OK? Chỉ cần bị bỏ ra nghĩa bị souvenir bị nụ xa vỉ ca nữ của mà nè ok chỉ cần bỏ ra nghĩa chân dân pra bảo vệ nè mẹn dân dạy bị sạc ca mập hiếp nè dân dạy mẹn dạy chỉ bị sạc ca mập hiếp bỏ năng mùi tiết về ai dân mơ tới nè dân pra bảo vệ bà giống dân tế ông phòng. J'allais en vacances chez mes grands-parents à Siem Reap. Je me dis pas, j'allais en vacances chez mes grands-parents à Siem Reap. Année que tu as tes tonnes de campier de jeunes, t'as été feu, ne paye jeunes de Khmer. Tu as été à la paix du jeune du jeune à Chamban, puis Pam Chanam de Chamban, Pam Chanam. Bộ mùi chân em, bơ chân em, bảy chân em, bốn chân em, đọc chân em, đọc mùi đọc bì chân em ấy nâng. Cả dân được khám ấy nâng, tấm đọc tha đọc chân em cho. Nè. Cả dạp bê nâng, cư dân chăm ok, cả nâng, dân tử lên, bê bê ở tập bê vacons, dân tử lên, bà tế, ta dì dân, nơi khạch, xìm liệu. Thế, đọc bê ní, dân, bì bò ní, bì quạt. Ils étaient très gentils. Côté là, hein? Ok. Je les aidais à faire des tâches ménagères. Mais ta dương tay de chui quát. Ok. Tay de chui thơ ca tè quát. Ok. Le jour suivant, thang ai bà tòp máu. J'allais au marché. Chân chỉ tu tới ở tờ. Ở phía chân chỉ ca à scam phim đại dương ca lang. Đại đại là. Phía dương là khám mây. Chân văn phá ám bà phê. Hay vì mình description nó không năng tiết nè. J'allais au marché avec mon grand-père. Chẳng ở tờ bê dân tật đó,
dương chui ca nghe chân hái dương ngay về top dương tay đấy nè như này đấy tập xa cho mũi ta dương nè hai niệm bị bòn này này iconese tu lơ mộng bòn này bị con này có con nè cục này nơi nặng bộ con nơi nặng vui chứ nơi tì na tì tăng nè cho ba lối nè ai như ai đã cho ba lối rồi bạn này bác cứ ăn phong tím nè nhà gì ta à à pu nè sọc pu nè à pu à sim điệp nè pu nó gần nơi sim điệp này đây dùng chưa đã sim điệp tới cảnh cảnh như nhau score pu nè pu nó nơi khai sim điệp này sọc á chẳng nơi nấp xa nè nấp xa pu nè hồi thì hó nè được gặp nấp xa nơi sim điệp nè có score của cái nè bị có tờ đỏ on the way sài tế nè tu lê dismet đọc mát chụp một đòn làm bấy bùa đi sử tế à với kê càng bùa bên nâng giờ đang thả bị ná kê càng nâng ná hế chẳng à sàm phiếp nâng vi ca lang chìa vi chì nhớ rút vi chì su vô nhé đầy ca lang và đại tái nâng bê đế dương nâng khmê nâ chẳng bà tế khơi mì chứa srong tà vay đế xâm khăn xâm khăn nê ná dương ai lưu tà vay đế ca lang và đại tái xâm khăn khăn chuyển luật cô ba này dương bạch đề tay gì thế về tờ tao dương thư xây à sao cam thư dương tờ tao thư xây cam à à thư mà đoan ở mà tha và con chanam ní chanam bảo tao ta lấy và con lấy pipon phải mỗi cặp cả dương này không ấy nhờ pipon người ta pipon bảy chứ nè đôi mil bit đôi mil chanam pipon bảy nhưng thôi chân đào chanam pipon bốn dương tờ và con nơi đằng đáy và tay giờ thường chẳng chẳng à bởi vì khóc nấy dương bằng dễ thì nó chẳng dễ chẳng nè bởi vì khóc nấy dương bằng dễ và ở vậy đêm xương dễ cứ xâm khán scam thêm nó việc cả lá hỏa chân nằm chỉ tu từ thế chẳng về miền khơi bò miền bò miền nắng vì ọt vì cô lấy vì ọt đi tay gì đi thè lệ và dễ dương khơi như cái này toán là thằng ngọt đấy đó bộ ác cam phiền na đại ca lang nhổ mặt thật chăn nhưng từ đó nhưng sẽ tập miên không kim miên nhịp trong cảm thế nhưng từ lên cảm thi nâng chân tới tại chăn khỏi sẽ tạo miên cảm thi nâng thế nhưng ở từ lên nhà nâng nhưng bài dễ bộ việc miên ca lang chân này nè việc miên ca lang chăn nằm nâng gặp ca lang chăn khỏi gặp ca lang và top gặp ca lang ở đây à vậy đây ở am pa phê nâng cứ ca lang từ đại nè nhưng khởi chẳng này nè nè ông sao hết á tôi lấy đi xem anh ấy cứ trong chưa trong bây giờ thay đấy mình phải ăn bao phê nữa hỏi toán nó lại nữa xóa à vậy kể cả lướt xóa chân ngõ giúp nè pe giúp la nữa mà còn mép phải pa tu chú kinh bập chưa tay chưa bảo tu chú tiệt nó tu chú chân ở tại đó giúp la cứ thôi sụp nhà mà sụp nó bị sầm lại lướt sầm lõ nữa còn là sầm lõ nữa bị miền sầm lõ cô sầm lõ cari sầm lõ em xem chơi chơi rằng nè tổng nhà mấy chân tầng thì họ nè còn là dân vậy chỉ rút một sụp ok thì áp hai lưu đi nấy ở tập tập bị HP là nghề nấc nè em mơ công ty Sajunes quạt vậy prapi càng còn được mấy còn thử ấy nè bây giờ ai vậy chứ em mơ ra công ty Sajunes u nghe là Sony Store đam mua điện tử thì họ bộ vật này ha có đây chẳng hạn nè chẳng chỉ cam phiền mua để cắt lá cả con nữa cả nơi cũng mình ông phong nữa những anh vậy thì cho năm cả dương nhưng mình là dụng và chỉ cho ta của mỗi chân em chứ của mỗi chân em đó bọc chân em chẳng gì chứ con chỉ tiêu ông phóng nè hồi tiêu hóa nè của mỗi chân em đó đọc chân em nắng cầm lòng p4 chân em nắng nắng scan phép cô để ca lăng chỉ nơi chạy ca nắng kìm chẳng ok toán nè tổng ngọt nế sao á ok Oui, monsieur. Chưa chưa gì chẳng mà mình tha phụ dân từ xe kho thế còn tha bờ sân gì dân bờ ba xe còn po dế cứ trong bờ chè tha cả láng nơi p để dương nơi chăn năm nâng hao vậy
vì ở cả làng tiệt tề anh đang ở dưới là toàn ấy bởi sân gì dân pra phê gióng cứ ở lấy gần đây tại cả làng này tay sầm đồ kế kia xu tha kịp ở ăn pa phê tiền á cứ sầm đồ kế ở lấy một chơi ở nhà nhà nắng châu cha phụ dưỡng dương này phục mười bán nhá. Ok, châu cha thay một chơi một bài mười sầm đồ kế vĩnh để cân kịp ở ăn pa phê Aliyevu hoặc là con vô dịch chí ông phô. Chân cư cực kỳ bản bảo phế cư chẳng dùng lại lưu sạc cảm thấy dân tay tại tư lưu bê vào khó. Cái lấy nè, dân tay tại tư càng nên lưu mấy bê vào khó. Cái nhé. Toán này càng ngọt nhé. Ok. Oui, monsieur. Bon. Ok, chân dân ai cài đầm rử à vậy để dân ta xem mảnh nắng mảnh lốp ấy nè cùng lốp chứ nhé tục chân ấy dân còn ta xe lang bánh thưa đôi xưa chân màu dân ai cài xong rùa cái nhà cho rụp tục chía đồ hóa à là mình dùng nhà bốn ban mọi môn cho hiện ngày xài nhé. Ok chân dân mình đồ hóa bí research tệ tố nâng research tệ tố nâng công dễ bài dế ông bà con bộ lý combo chẳng sẽ mẹ chân không ai dưới nữa nè. Ok A production activity re écrivé nè re écrivé nè vô souvenir toán tầng hợp này sao bác oui monsieur oui monsieur mình xin nói kết thúc tôi sẽ là quên nâng thở ăn buffet tầng ốc mong mình monsieur đêm chơi thôi chẳng nè đêm đêm vừa vậy đêm chơi thôi chẳng tại dân ronak scam mà phiền nè đại ca lang như nói ngày ăn parfait scam phiền đại ca lang tại tại đại nữa bây giờ đại ca rồi ok mình chẳng ấy chẳng dân bảy đi tay gì thì dân do nè đại ca lang đại đại máu chìa cô máu đêm chơi là xe chẳng nè nè đại sầm khăn đại dân nơi trong chăm á dân bởi dân đất khơi bà xin gì dân ọt chăm càng dân nước mê dân tên na tế dân create màu dân create màu ná đùm chơi create chân tập bất mến nè mà mến chơi ọt mình chân ná còn ná vậy ní dân ọc cát chân bí ca sầm máy phòng chơi tế imagine tế ok toàn nè em chào vì bông chân và nắng sẽ ngày nắng hay ngày sái dương nâng riêng tẹt tôi nâng cao vì lẽ Monsieur ô dù tù bì dân nơ bò bà lì giang nam sang đê đê vi ở đây Monsieur đà hai đà bùi dương hai ở đây Monsieur mạc kì phê dòng áp sang mình nè xung chứ bạp còn Monsieur đà hai đà ở đây nè rồi Monsieur chờ lực con nhỏ ban cho thích lòng Monsieur xa tu sắp nhưng cho đất khảo tôi mới xem mới nhưng mà đang ăn thịt đấy nè pina cái mình pina pina cũng xây mình pina lính nước nào mới xử xem đi hai hai nữa hai tỷ chào mừng ngày nước nè chào mừng nè này phải giáo nè tina cẩm sến thanu lisa mai lisa sóc rai áp sóng pina phải giáo rõ tận nè, nhà rõ tận nè. Chỉ ra xong chú bác permission from Lisa Đà Văn Narek áp xong, Sita áp xong Vui kia present Sokha present Chai rát áp xong hay là vi vọt present. Ok. Oui. មិញមកឆ្នាំថ្មមកពីម៉ោង1មិញមិញអូខេអញ្ចឹងដោយសារជាឃើញឥឡូវឃើញអ្នកដែលតបហ្នឹងមានពីច្រើន tại đôi chị Lisa, Prom Lisa, ở đây chơi rồi bạn, chẳng biết, nãy
Merci pour la question. Big plate thảo su. Chưa thảo su một đoạn tiền. Cho bởi lời ta nghe tất vinh. Mày đai bởi ngày tất cả thảo bởi dương ở tuyển tế. Tại mong ta đại. Mà nói. Ngày tất cả điên ai gì mà sử nhóm. Sư rì bà. Mấy sư nghe tất mong. Mày mày. Mấy sư mong là đá nâng. Mong đậm mùi cả lá. Pin đọc cả lá. Đã đang mình. Đọc mùi cả lá. Pin đọc cả lá gọi bán. Pin đọc mùi gọi bán. Tại dùng hắn nghe tất tình này ạ. Tầng ngọt nế. Sư tầng ngọt nế. Nghe tất tình này mà sư. Mấy sư nhóm tình này chạp bị mong pin đọc tầng. Mấy sư được lần chụp riêng. Mấy sư nghe tất nâng khai mong của mong. Tầng đá đi tất. Tầng mà mong ấy. Tầm một máu ngay nè. Chào tất khỏi một máu. Ok. Mà sơ gầy ở tất nâng nhưng ở tất mát hạt này ở tất mà sơ ta được xong chia hiển về nhúc ba năm mà sơ. Hiển nhúc không? Hiển nhúc cái lỗi bụi dương xài tất đi miền cảm thi miền đấy của bà chứ. Rõ. Vẫn chẳng. Đi về nhúc không cho bụi bụi. À lời chè chào mơ. Mơ sẵn đó nè. Chào mơ ngày sốc. Chăm sầm đại tiết nè. Ok. Chăm ngày sốc sầm đại cho do ngày nào. Ở đây là cất mơ sần. Chăm mơ sần nè. Ok. Tại bầm ngày sai ngày tật. Oui, bon. Ok. Chăm merci tout le monde. Et bon après-midi à demain. Au revoir. Merci et au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur.